Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng cho bác một mẫu cần khá là hot năm 2022. Một mẫu cần mới của Shimano, đó là súp Nander, súp Nander. Thì cây này lúc mới ra 2022 ấy, em nhớ là đầu năm 2022 đi, nói chính xác đầu năm 2022. Thì cây này lúc mới ra ấy, thì giá của nó bị đẩy lên rất là cao các bạn. Cây này lúc mới ra thì anh em đẩy nó lên tận 11 triệu các bạn. 11 triệu. Đấy. Khá là cao so với giá thị trường lúc đó. Và nhiều anh em cho rằng cây này nó ngang tầm với lại cây Jupiter xanh ngọc. Đấy, súp là xanh ngọc. Thì thực tế là cây này thì nó theo cảm nhận của em ấy thì nó vẫn thấp hơn ở phân khúc súp Nander xanh ngọc một chút các bạn. Súp Nander này đấy, vẫn thấp hơn súp Nander xanh ngọc một chút. Cây này thì nó lại thừa hưởng các đặc tính của cây súp Nander này, của dòng súp Nander xanh ngọc hay trắng bạc này đấy, nhưng nó lại thừa hưởng một số đặc điểm ở trên cần súp Nander EV, súp Nander EV này và súp Nander. Đấy. Con này thực ra là một cần, chính xác là phải gọi nó một cây cần lai, cần lai, nhưng lại được một số đặc điểm đấy, trau chuốt được một số đặc điểm ở trên những phân khúc cao hơn spin đấy, bro súp đời mới nhá. Thế là cây này thì nó ở mức chính xác là nó ở mức ở trên súp Nander EV. Đấy. Và dưới súp Nander xanh ngọc. Con này chỉ ngang ngang với lại súp Nander màu bạc, súp Nander màu bạc. Nhưng về độ ngon thì vẫn còn cảm giác vẫn còn thấp hơn một bậc, các bạn. Thấp hơn một bậc. Đấy, chúng tôi được anh em hét giá lên rất là cao, rất là cao. Nhưng thực tế khi cầm vào cái cần nó mới thấy cảm nhận được. Đấy. Rõ ràng ở trên những cái cần nó áp dụng rất nhiều công nghệ này, XQI này. Đấy. Pirai X này, Hyper X này. Đấy. Và cầm con cần khá là chắc chắn. Đấy, cầm khá là chắc chắn. Nhưng mình cảm giác như là cái lóng của nó ấy, cảm giác như dòng này nó khá là nặng đấy, do cái vật liệu đấy, do vật liệu nhỉ, do vật liệu nó không phải là vật liệu cao hẳn đấy. Đấy, tuy nhiên với mức giá hiện tại là quá hợp lý. Đây là cần mới bác nhá, với mức giá hiện tại là quá hợp lý luôn, nói thật các bác. Thế hiện tại cái này em đang bán ra là 9.500.000, 9.500.000 thôi. Đấy, 9.500.000. Cái lúc khởi điểm cây này mới bán ra anh em đưa về giá rất cao, 11 triệu. Đấy. Đấy, 11 triệu. Và hiện tại bây giờ vẫn có nhiều bên bán rất cao dòng này chứ không phải là gì. Đấy, vẫn bán với giá tầm 10.500.000. 10 triệu rưỡi. Ở đây em có một cây thôi, thực ra hàng này nó cũng ít mà nó cũng không nhiều các bạn, không nhiều. Đấy, về đánh giá thì nói chung là để có bộ độ dài 425 đấy, thì con này là khá là ok rồi. Vì các bạn biết bản súp Nander màu xanh nước biển ấy, đấy, màu xanh nước biển ấy, là nó chỉ có 405 thôi. Đấy, nó chỉ có sản xuất 405. Thì cái bản này chính xác là một bản nâng cấp của dòng súp Nander 405. Đấy. Nhưng mà lại được thừa hưởng một vài đặc điểm ở trên những mẫu cần cao cấp hơn. Đấy. Ví dụ súp Nander trắng bạc này, súp Nander xanh ngọc này. Đấy. Spin Power này, Pro súp đời mới này. Đấy. Thế nên anh em thấy con này nó có điểm lai rất nhiều và một số đặc điểm đấy còn sót lại ở trên dòng cần súp Nander EV, em nhớ đấy.
Và con này thì nó lại cắt luôn cái đối trọng anh ạ. Đấy. Có chỗ để nắp đối trọng nhưng mà lại cắt đối trọng. Đấy. Có nghĩa là đi theo cần không có đối trọng anh em nhé. Và thực tế ra anh em mà đem về câu lục ở Việt Nam, câu lục Việt Nam thì cũng không dùng gì đến đối trọng cả. Vì cái máy của chúng ta nó là đối trọng rồi. Đấy. Thì với mẫu cần này thì có đường kính ngọn là 3,2 mm, đường kính gốc là 23 mm. Và giá hiện tại đang là 9,5 triệu, em đang có giá là 9,5 triệu thôi. Đấy. Và cũng số lượng có hạn thôi, chỉ có một vài cây thôi các bạn. Đấy. Cái phần đầu này thì nó đã được làm theo những công nghệ mới trên của Shimano bây giờ áp dụng trên những dòng cần cao cấp, đó là bỏ những cái đai bằng kim loại đi và nó chỉ còn có những cái này thôi anh em này. Đấy. Nó chỉ còn có những cái lắp bịt cao su như này. Đấy. Lắp bịt cao su này chống xước thôi chứ không thể nào là chống vỡ được anh em ạ. Nó chỉ có tác dụng chống xước thôi. Chống xước ở đầu ống. Đấy. Đây là cần mới các anh em, không phải cần cũ. Đây. Để chống xước ở đầu ống này thôi chứ nó không có tác dụng chống vỡ anh em nhé. Đấy, chống vỡ chống lứt. Đây là cái túi cần này. Đấy, kèm theo nó sẽ có hai cái dây đai quấn cần. Đấy, có Shimano này. Tiếp đến đốt hai này. Đốt hai này. Đây anh em nhìn này. Shimano. Con này thì màu của nó phải gọi là màu, cũng gọi là màu xanh ngọc, nhưng con này màu xanh ngọc sậm, sậm anh em ạ, sậm màu chứ không như con Swimmer xanh ngọc kia là màu nó sáng hơn rất nhiều. Con này màu nó xỉn hơn. Đấy, nó sậm màu hơn. Đấy. Về hàm lượng carbon phôi hoàn thiện thì khá là ok. Đấy, tuy nhiên anh em nhìn thấy nó vẫn không thể nào bằng con Jupiter xanh ngọc được. Anh em nhìn cái chất phôi này. Đấy. Chúng ta sẽ cảm giác khác một chút. Thì con này nó phân khúc thấp hơn mà. Thực tế anh em cứ bảo nó là phiên bản sản xuất lại của Jupiter xanh ngọc nhưng thực tế không phải. Đây. Trang bị dàn khoen này là khoen đời mới của Shimano này. Đấy. Mẫu khoen này thì đối với nhiều anh em sẽ là không được ưng mắt cho lắm, phải không? Phải tùy các bác, giữ nguyên bản chơi cũng được. Và hai, đây, toàn bộ nó là đều dàn khoen mới của Shimano. Đây, đây phôi cần này. Đấy, và đặc điểm ở trên dòng này anh em nhìn thấy giống dòng Swimmer EV không? Đây, toàn bộ bên dưới này, đốt 2 thì được bọc chỉ là màu màu xanh ngọc đây, xanh ngọc sẫm này. Thì ở trên đốt ngọn đấy, thì lại được quấn chỉ màu đen. Đấy. Anh em bảo cái này mang tính thẩm mỹ. Thực tế ra con này là một bản đấy, bản tổng hợp và kế thừa. Nói chung là bản này gọi là bản hỗn hợp. Đấy. Giữa con Swimmer EV này, Swimmer EV này, Subnander này và Swimmer trắng bạc và xanh ngọc. Đấy. Nó có nghĩa là thậm chí là còn có đặc điểm ở trên của con Pro Sub và Spin Power bản đời mới đây anh em này. Đấy, nó loại bỏ cái đai trong nổ đi. Thế là con này thực ra là một đứa con nai anh em ạ, con nai. Đấy, con nai nhá. Nó không đi theo cái hướng của cây Swimmer nguyên bản và cũng không đi theo hướng của cây Subnander nguyên bản 405. Đấy, và cũng không đi theo cây Swimmer EV. Đấy, mà nó đã tạo thành một cái bản mới cho cái dòng Subnander này. Có người thích và có người sẽ không thích. Nhưng nói chung là cầm qua phôi thì cũng khá là ok với tầm tiền mà 9,5 triệu thì là khá ok luôn anh em ạ. Đấy, độ cứng của ước mình thấy là khá là hoàn thiện. Nói chung là
Với giá này cũng không thể đòi hỏi cao được, đương nhiên là bộ khoen sẽ được bị cắt bỏ. Đấy, và thứ hai là cái đặc điểm này nó cố tình làm giống dòng EV anh em ạ. Đấy, xung quanh EV. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu này thì alo cho em nhé. Các bạn nào yêu thích mẫu tầm 425 độ cứng BX thì con này là quá vừa tiền luôn, giá 9 triệu rưỡi nhé. Bạn nào cần thì alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Đây là hàng của anh Trung ở Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Đấy, Crocat. Đây là hàng của anh Phương ở Bắc Quang, Hà Giang, hai quận Dù. Đây là hàng của anh Tiến ở Mường La, Sơn La. Đây là hàng của bạn Nghiêm An Phú ở Trương Mỹ, Hà Nội. Đây là hàng của bạn Phạm Thế Dương ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Tiếp theo là của bạn Nguyễn Văn Phong, Cẩm Thượng, Hải Dương. Và đây là của bạn Lê Hồng Dương gửi về thành phố Hải Dương gửi xe.